Xem chỉ tay miễn phí xin chào các bạn. Hôm nay xem chỉ tay miễn phí sẽ hướng dẫn cho các bạn xem về vân mắt Phật ở trên ngón tay cái của chúng ta ha. Thì trước lúc xem video của xem chỉ tay miễn phí hướng dẫn á, các bạn hãy nhớ nhấn vào like và comment đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh xem chỉ tay miễn phí nhé. Và trong lúc hướng dẫn video á, thì xem chỉ tay miễn phí cũng vẽ lên lòng bàn tay luôn để các bạn có thể xem và các bạn cũng có thể hiểu và các bạn cũng có thể xem cho người nhà hay là xem cho chính bản thân của chúng ta hoặc là xem cho bạn bè của chúng ta vân vân ha. Rồi xem chỉ tay miễn phí sẽ hướng dẫn cho các bạn đây là vân mắt Phượng hay là còn được gọi là vân mắt Phật nè, hay là còn gọi được là vân Khổng Tử ha. Thì những người mà có vân mắt Phật hay còn gọi là vân Khổng Tử này á, thì thường những người này đặc biệt rất là thông minh ha, có tầm nhìn xa, trong rộng, lanh lợi. Và trẻ tuổi á, thì học hành chăm chỉ, giỏi giang, tiền đồ thì sáng láng lắm ha. Và thông thường á, những người này mà có vân mắt Phượng á, thì những người này thông thường là xuất thân trong gia đình có bề thế ha, có điều kiện kinh tế rất là tốt nè, hoặc có thể lập nghiệp bằng con đường tri thức của mình ha, hoặc là trong cuộc sống của mình á, sẽ gặp nhiều may mắn và ít khi trải qua sóng gió hay là những sự rắc rối lắm ha. Cho dù có cũng được quý nhân giúp đỡ nè, âm phò dương trợ nên mọi việc cũng đều được là hóa nguy thành an ha. Tuy nhiên á, nếu mà đường vân mắt Phật này hay là vân Khổng Tử hay là vân mắt Phượng này nè mà bị đứt đoạn hoặc nhiều đường vân khác ngang dọc chạy qua chạy lại và xen kẽ vào á, thì sẽ không còn tốt như là xem chỉ tay miễn phí vừa hướng dẫn lúc nãy nữa ha. Cho thấy á, những người mà có đường vân như vậy á, thì chủ nhân ắt không có ý chí nè, thiếu kiên cường và nghị lực ha, lười lao động và lười động não nè, và không có ý chí cầu tiến nha, dễ thất bại lắm. Bên cạnh đó sức khỏe cũng không tốt, bệnh tật thì liên miên ha. Cho nên là những cái vân mắt Phượng mà bị xen kẽ đứt đoạn á, thì sẽ không được tính ha. Và những vân này á, thường mà bị đứt đoạn như vậy á, thà không có còn tốt hơn nha cả nhà. Và vân mắt Phượng này á, cũng trong những biểu hiện cho sự là cát tường nè. Nếu mà phái nữ có vân mắt Phượng này á, thì tương lai lấy chồng có địa vị và người chồng sẽ rất là khôi ngô tuấn tú ha, và rất giỏi về mọi mặt nè, hoặc có tiềm lực kinh tế rất là mạnh mẽ ha. Nếu cả hai bàn tay đều có vân mắt Phật này á, thì càng tốt hơn. Bàn tay mà có hai vân mắt Phật này á, thì tài đức lộc á, rất là song toàn ha. Và chủ nhân có vân mắt Phượng này á, là người khá là mạnh mẽ nè, thẳng thắn trung trực, và kèm theo đó là những sự hài hước rất được lòng người. Và đi đến đâu á, cũng truyền cảm hứng cho mọi người, đem nụ cười đến mọi nơi, nên rất được đông người chào đón và nhiều người yêu thương ha. Được nhiều người là yêu thương quý mến lắm, và rất là có duyên đi đứng xa đường, được rất là nhiều người thương và yêu quý mến ha. Bên cạnh đó người này cũng sở hữu một trí giác rất là nhạy bén, trí nhớ thì cực kỳ rất là tốt ha. Trí nhớ này á, cũng như là một cái giác quan thứ 6 vậy đó, nhanh nhạy nè. Vì vậy ít khi mà những người mà có vân mắt Phật này á, mà vướng vào rắc rối lắm ha. Cho nên trong cuộc sống á, thì cũng rất là tốt nè. Cho nên giống như là những người mà có vân mắt Phật này á, thì giống như là được ơn trên phù hộ vậy. Ra đường mà gặp gì á, cũng giống như là có giác quan thứ 6, ông bà tổ tiên cụ huyền đều báo trước cho những cái sự may rủi đó ha. Và trái lại á, cuộc sống của những người này á, được an nhiên tự tại, như là được chư vị thiên thần phù hộ ha. Và những ai á, mà có vân mắt Phật này á, thì rất là tốt nha. Và vân mắt Phật này á, còn được gọi 3 tên ha. Có người á, thì gọi là vân mắt Phượng, có người á, gọi là vân mắt Phật, và có người gọi đây là vân Khổng Tử ha. Cho thấy rằng vân mắt Phật này á, rất là tốt về mọi mặt. Nhưng ở đây á, mà vân bị đứt đoạn hoặc những chỉ khác xen kẽ vào thì cho thấy rằng chủ nhân rất là nhu nhược ha. Vì vậy những ai mà có vân mắt Phật này thì xin chúc mừng nha, mà có cả hai tay thì càng tốt hơn. Rồi vừa rồi là xem chỉ tay miễn phí đã hướng dẫn cho các bạn đó là vân mắt Phật hay còn được gọi là vân mắt Phượng hay là vân Khổng Tử. Có 3 cái tên này thì trong lúc hướng dẫn video thì xem chỉ tay miễn phí cũng có vẽ lên luôn rồi. Thì hôm nay xem chỉ tay miễn phí đã hướng dẫn xong, thì xem chỉ tay miễn phí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xem chỉ tay miễn phí xin chào các bạn. Hôm nay xem chỉ tay miễn phí sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là vân tay mắt Phượng nằm ở trên bàn tay của chúng ta mà không phải ai cũng có ha. Thì trước lúc xem video của xem chỉ tay miễn phí hướng dẫn á, các bạn hãy nhớ nhấn vào like và comment và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh xem chỉ tay miễn phí nhé. Và trong lúc hướng dẫn thì xem chữ Tây miễn phí cũng vẽ lên lòng bàn tay để các bạn có thể xem, và các bạn cũng có thể biết, và các bạn có thể xem cho người nhà, hay là xem cho chính bản thân của chúng ta, hay là xem cho bạn bè ha. Thì người nào mà có vân mắt phượng á, thì đa phần người đó rất là thông minh, lanh lẹ, hoạt bát ha, ra đường làm ăn khôn ngoan, lanh lẹ, không có thua suốt một ai ha. Đường học hành hay là thi cử, đồ gì đi chăng nữa cũng rất là tốt đẹp ha. Từ tiền vận cho đến trung vận cho đến hậu vận thì cho thấy tiền vận á, thì làm ăn hơi khó khăn một tí, nhưng bắt đầu từ trung vận về đến hậu vận sau này, công danh, sự nghiệp thì có rất là sớm ha. Và họ thường có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, trung trực, kèm theo đó là một chút hơi là nóng tính. Nóng tính ở đây á, nhưng mà họ cũng không có nóng quá ha. Và người này cũng khá là hài hước, hay giỡn và vui đùa với bất cứ một ai, chứ không có để bụng một việc nhỏ, việc lớn gì hết cả ha. Người này có vân mắt phượng này thì sống rất rộng lượng, hảo tâm, đạo đức, rất là tốt ha. Bên cạnh đó, người này có trực giác, rất là nhạy bén ha, khá là nhạy bén luôn. Có việc gì mà bất lợi sắp đến với họ, họ sẽ đoán được ngay. Chẳng hạn như là hôm nay họ có thể đoán được, ví dụ như là họ đoán được là có người đến nhà chơi, hoặc là ra đường nó sẽ gặp những gì. Lâu lâu họ cũng sẽ đoán được là như vậy ha. Cho nên được gọi trực giác của họ cũng như là giác quan thứ 6. Mà trong mỗi giác quan thứ 6 thì cả trăm, cả hàng ngàn, hàng vạn người mới có được giác quan thứ 6 này. Nhưng mà vân mắt phượng này cũng tượng trưng cho là những người này cũng có khả năng trúc đỉnh như là giác quan thứ 6 ha. Và họ có thể biết được tính cách của người đối diện đang nói chuyện với họ ra sao, như thế nào, và người đối diện đang suy nghĩ gì về người có vân mắt phượng. Thì người có vân mắt phượng cũng đều suy nghĩ, trực giác cho họ biết được người đang đối diện với mình thật lòng hay giả dối ha. Và bàn tay mà có vân mắt phượng này á, thì luôn luôn được âm phò, dương trợ và quý nhân giúp đỡ. Cho nên là thành công rất là sớm ha. Từ tiền vận đã có cơ sở rất là cao, và có mạng chỉ tay 5 ngón, có mạng làm thầy làm chủ rất là sớm ha. Nên người có vân mắt phượng này á, thì làm bất cứ một cái công việc gì thì cũng đều suôn sẻ, hạnh thông và thành công rất là tốt đẹp. Muốn thất bại á, cũng rất là khó khăn ha. Vì đặc biệt người này luôn luôn được âm phò dung trợ, luôn luôn được quý nhân giúp đỡ bên cạnh. Cho nên là người có vân mắt phượng này có thể biết được gì tốt, cái gì xấu mà né tránh, nên ít khi có phần nào thất bại ha. Người có vân mắt phượng này luôn đề cao và cảnh giác mọi hoàn cảnh xung quanh, và mọi ánh mắt nhìn xung quanh hay là bất cứ một việc gì họ làm rất là cẩn thận và chu đáo ha, chứ không bao giờ mà làm ẩu. Cho nên là việc họ làm rất là chất lượng nha cả nhà. Ai có vân mắt phượng này thì xin chúc mừng.